Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Game Esports. Và mình là Easylove đây, để mở đầu cho chuỗi vlog đầu tiên của kênh YouTube Game Esports. Thì mình sẽ dắt các bạn đi vòng quanh Gaming Hall để xem đời sống sinh hoạt thường nhật của mọi người như thế nào nha. Đi thôi. Mình xin giới thiệu với các bạn, đây là phòng khách và là nơi sinh hoạt chung của mọi người để nói chuyện và vui vẻ với nhau. Đây là thành tích mà Game đã đạt được trong khoảng thời gian vừa qua. À, mình xin giới thiệu đây là nơi rất là đặc biệt đối với mình. Như các bạn đã thấy, đây là nơi để thư giãn và lại góc sống ảo của cả đội sau những giờ chen. No. Và mình xin giới thiệu đây là không gian bếp của Gam. Còn đây là chị Mến, người nấu ăn và giúp việc cho cả đội trong khoảng thời gian vừa qua. Đây là nơi cả đội cùng nhau ăn uống. Bây giờ đã 10 giờ sáng, thường thì mọi người dậy rất là muộn, nên là mình và các bạn cùng đi lên và gọi mọi người dậy nha. Hello Genja ơi, dậy Genja ơi. Địa Jisoo. Dậy. Genja. Công chúa ngủ trong rừng. What? Genja ơi. Dậy dậy. Jisoo. Vậy ta phải dục nè, gặp bụng nè. Địa dậy rồi kìa Genja. Genja. Dậy. Dậy coi. Chưa rồi, dậy ăn chưa nào. Tốt lực quá. Và bây giờ các bạn theo mình cùng qua phòng này nha. Đây là phòng của mình và anh phân tích viên. Bây giờ chắc anh đang bận phân tích trong giấc ngủ rồi. Anh Hà ơi. Dậy. Dậy anh Hà ơi. Dậy phân tích kìa. Như các bạn thấy đây là toàn bộ những bóng vật của mình là màu hồng. Ai ở trong phòng mình thì đều được hưởng những quyền lợi như là gấu bông, mền, gối màu hồng, những đồ vật màu hồng hết. Và bây giờ các bạn cùng mình lên phòng chen nha. Hello there. Và bây giờ mình và các bạn cùng xuống dưới nhà để chờ mọi người dậy để ăn trưa nha. Bây giờ cũng gần 11 giờ trưa rồi, mà thường thì tụi mình thường ăn trưa khá sớm để chuẩn bị cho buổi chen chiều hôm nay. Nhưng mà ngồi mãi tới giờ vẫn chưa thấy đứa nào dậy hết, mặc dù mình đã kêu dậy gần hết rồi. Hay quá ha, cho nãy giờ mà giờ mới xuống. Mau lớp thông tập thể dục đi, không có sức khỏe sao mà chơi. Em mau cũ được bắt nạt mắm mới nha mày. Misu, ra tập thể dục, thằng nào thua rồi chén. Ê từ từ, để tao bật nhẹ cho tụi mày quẩy. Vô. Lắp nhìn nhỏ vậy mà âm thanh nghe to ghê ha, nghe không khác gì loa cả. Khỏi khen, máy xịn mà, gặp bụng đê. Ê, quỷ kia da chơi bẩn kìa, đi ra rửa bát, không chơi nữa mày. Em fit có 4 mạng, anh chửi em. Từ đây có chửi được anh đâu, từ đây chỉ cần đi mà. Này anh chửi á, chửi anh đi. Nhiều á. Anh nhiều. Nó về anh nhiều á. Cắp tàn. Anh nhiều người gánh ngồi ra ăn gì cái gì đó. Mọi người cứ ăn đi, nói chung mà chị bếp hôm nay sức khỏe em tốt nên em nấu thôi, không có gì hết. Đúng không chị Mến? Không, chị Gia đã đấu rồi, mình không dám bới cho nó. Rồi.
cho chủ tịch thêm. Ấy thằng Sang, ấy không thằng Sang. Đây đó là tôi đây. Ta bắt được cái phong độ của Jisoo. Đây là thằng Jisoo là phải. Đây to. Đời đẹp cái gần đây. Đó cho anh canh. Nè không. Dạ dạ dạ. Anh Sang. Ok. Ông anh cả rồi. Ông sợ anh. Sợ ra một ít đây nhỉ. Anh Hiệp nữa. Sợ ra một ít để phần cho mọi người. Đó đưa cái này cho anh Khánh đó, lấy lại. Khánh nó hơi nhiều. Không mà anh Hiệp với cái chức giám đốc thì ăn ít thôi. Em nghĩ là vậy. xem nào. Quả này tương lai của An là thuộc vào quả dưới cơm này này. Không, cái lương em mà nó đọc tính theo cái mức độ của cơm rồi đó. Rồi, cho mày bới kiểu đó là nhịn lắm. Không, thằng này nó bới ra cái bát rồi, không có để cho kiểu ăn rồi. Rồi. Bới ra cái bát cho nó ăn rồi. Chơi rồi, mà chơi thì đã thua, mà thua thì phải chịu phạt. Nhưng thôi giờ phải rửa chén vậy. Do hôm nay là chen bị delay nên mình có rủ Nhân Gia một kèo rửa chén rồi tối nay. Sao, em chơi ông nhóc? Chơi mày. Vô. Đây, để tao mở. Comment 15 này mượt nha ha. Biết vậy tao kênh Hiệp mua một con. Nani? Mà khen, tao mới chấn kia da mà. Mà con này bằng đuổi chén nha. Ủa, mày đã làm gì đấy? Đến giờ trên rồi, lên trên đi. Ủa, anh laptop gì đây? Laptop Omen 15 đó anh. Hôm nay anh quên laptop nhà cho anh mượn làm việc nha. Ok. Được. Theo mình nghĩ thì game thủ không chỉ ngồi chơi game không mà còn phải học thêm nhiều thứ nữa. Và đây là buổi phân tích của anh Hà trước trận đấu. Máy này mạnh lắm nha, mọi người xem FPS này. Mình chỉnh max setting mà vẫn cực kỳ mượt nha. Màn hình 240Hz và không bị chói nên mình điều khiển tướng và kéo rất là dễ. Bây giờ mình sẽ chỉnh hiệu suất máy và đèn nền bằng phím bằng Omen Command Center rồi bắt đầu chiên với mọi người. Hôm nay mình tâm lý khá là tốt nên là mình sẽ chỉnh màu tím nha, đây là màu mình thích. Bây giờ là khoảng thời gian tụi mình vừa chen xong và đây sẽ là khoảng thời gian để tụi mình sinh hoạt hoặc là tập thể dục với nhau. Giải quyết kiểu máu nào. Sao đây? Còn em đâu? Nè. Bình luận hả? Đúng rồi, chắc là bình luận chứ. Thầy đây biết quấn không? Cần phải ra ngoài đường. Ê. Hôm nay không có lịch chen nên tụi mình sẽ chơi Uno tại phòng. Vô, chiến nào? Chiến nào mọi người? Cái gì? Uno nào? Uno nào? Xào nó nào? Rồi, đây. Nào, à, biết chơi đúng không? Này, cho mượn nè. Sao đi? Không biết thì tự tìm kiếm đi. Lên làm thì phải chơi ha. Ba đồ quỷ này gì đâu. Chiến nào? Cái chơi Uno với 5 người.
Ủa? Bốn người mà. Bốn người à? Không, okay, nhiều, càng, càng nhiều càng tốt cũng được. Ok. Ok, nó kìa. Bấm vô. Không ngờ dễ vậy mọi người. Ok, hiểu rồi. Hiểu vậy. Chơi bài đây anh em. Ok, để mở máy tính lên lên nhạc nha. Mình đây. Cho bài sôi động quậy quậy tí nha. Ok. Như là sóng gió hay là bài thuận hay là. Rồi, lên mọi người ơi. Đó. Vậy là một ngày của tụi mình cũng đã kết thúc rồi. Các bạn thường nghĩ game thủ tụi mình sẽ dậy rất là trễ. Tuy nhiên thì đôi khi vì có những cái lịch trình thì tụi mình cũng phải dậy sớm để đảm bảo được cái sức khỏe cũng như là giữ vững được cái phong độ để luyện tập. Lời cuối cùng thì tụi mình xin chúc các bạn ngủ ngon và nhớ đón xem tụi mình ở trong những cái vlog sắp tới nhé. Xin chào.